biệt và vô cùng tuyệt vời trong buổi tối ngày hôm nay. Và chắc chắn là chúng ta sẽ có với nhau thật nhiều những giây phút vô cùng tuyệt vời, thư giãn và hạnh phúc bên nhau, cũng như là trong buổi tiệc ngày hôm nay rất là đông đầy cảm xúc cho quý vị. Và một lần nữa thì chúng tôi xin mời tất cả quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với tiếng hát của nữ ca sĩ Vương Bảo Nam. Anh Tiến Ngọc về và hôm nay tất cả mọi người đã đến đây xin vui với anh rồi và chúc anh nhiều sức khỏe nha. Và chúc tất cả mọi người chúng ta hôm nay có nhiều niềm vui, nhiều hạnh phúc và thật là ngon miệng cùng với tất cả những người anh em trong buổi tối hôm nay ạ. Và trước tiên hát chúc thể cho tất cả anh em ơi. Anh em của anh Tiến Ngọc đâu hết số nào? Vỗ tay thật lớn cho không khí em đã sôi động mọi người ơi. Vâng ạ, sẽ là một ca khúc một mắt xúc đầu tiên xin phép gửi đến quý vị. Đây là mắt xúc được mang tên. Các anh chị ở dưới, chúng ta ở dưới mà ai mà có cái mình lên lên quẩy hướng nam vui nhá. Anh chị em ơi, thấy đâu thấy đâu, sao thấy khó lên á, thấy ở đâu đâu. Đưa đưa, choi chén, choi chén, choi chén. Lấy. Xin chúc sức khỏe tất cả chị em xinh đẹp nhá. Anh ạ. Hai ba lên nhá. Hai ba lên. Cảm ơn. Cảm ơn nhá. Ô, anh nhưng mà không ăn cho em chị nào à? Anh không ăn cho chị nào à? Vâng. Nhận lâm, 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 nhận lâm
Trong buổi tối nay vì hôm nay rất là nhiều anh chị em nghệ sĩ không phải tối hôm nay nhiều ca sĩ quá sân khấu hôm nay nhiều ca sĩ quá tất cả mọi người ơi chúc tất cả anh em hôm nay chơi vui vẻ và luôn luôn gặp nhiều hạnh phúc nhé. Đây cái ngọc trời nhất của các chị ơi các chị đang có mặt trong buổi tối ngày hôm nay ơi bây giờ em hỏi nhá trong số các chị đến đây là những ai nhìn thấy quốc cả quá giống em ạ ai ai ra tay cho em xem ạ. Ôi dồi ôi, sao chúng mình khổ thế nhở? Đi vào là cứ lún ý. Sao mà rổ ra? Cho nên là tất cả các chị Lăng một ly. Ôi dồi ôi, thích nhún à? Sao mà mình cùng nhún Nhún vâng ạ, thế canh có biết không ạ? Thế mới thấy là chị em phụ nữ chúng em nhớ phải nói rằng rất là giỏi đấy ạ. Ngày hôm nay đi trên chân là những cái đôi giày cao gót, những cái đôi bốt bằng cái gì gọi là cái guốc rất là nhọn đúng không ạ? Nhưng mà chị em chúng em cũng đã rất là cố gắng để gọi là đi tất cả các bàn
rồi chúng ta cùng giao lưu, cùng gắn kết và cùng có một cái bữa tiệc rất đặc biệt trong buổi tối ngày hôm nay. Và thôi nói thế lần thì nói, nhưng mà điều em muốn nói rằng là chúng ta hãy cùng dành một tràng pháo tay thật lớn dành cho tất cả những người phụ nữ đang có mặt trong bữa tiệc ngày hôm nay được không ạ? Vâng, rất là nhiều. Thưa các quý anh chị, và bây giờ thì chúng ta sẽ có một cái món quà, một món quà rất đặc biệt để cùng gửi tặng tới các quý anh chị đang có mặt trong bữa tiệc ngày hôm nay. Và sau đây thì chúng tôi xin được mời các quý anh chị, chúng ta sẽ cùng hướng sự chú ý của mình ạ sang khu vực bên tay trái của MC đang ở đây ạ. Và chúng ta sẽ cùng đến với một món quà vô cùng đặc biệt, đó chính là một màn bắn pháo hoa rất là tuyệt vời để cùng chào mừng anh Quý Ngọc và anh Tuấn Cadillac để cùng về với thủ đô Hà Nội của chúng ta. Và hãy cùng dành một tràng pháo tay thật lớn để cùng chào đón và trình diễn màn bắn pháo hoa. Cho biết nhạc 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 pháo hoa đâu, pháo hoa đâu, nào pháo hoa đâu ơi. Wow, bầu trời hôm nay quá là rực rỡ bởi vì những màn pháo hoa. Cảm ơn em Tạ Bình nhá, rất nhiều em trai của anh. Ôi, không nào, bạn nhà Happy New Year rồi. Bạn nhà Happy New Year, em tưởng như đâu là đón năm 2025 luôn rồi ạ. Các anh chị ơi, các anh chị quay lại khoảnh khắc này nhé. Để đến đêm 30 chúng ta đăng lên. Và chúng ta bảo là bây giờ cùng chào đón năm 2025 ạ. Happy New Year. Các anh chị ơi, rất xin lỗi vì sự bất tiện này. Xin lỗi vì màn bắn pháo hoa mà khiến cho các anh chị chạy tóe lóe luôn. Không còn ai được ngồi lại được ở sân khấu cả. Nhưng mà các anh chị thân mến, đây là một trong những cái món quà rất là đặc biệt để cùng chào mừng anh Quý Ngọc cũng như anh Tuấn Cadillac đã cùng về đến với thủ đô Hà Nội của chúng ta trong buổi tối ngày hôm nay. Và đặc biệt là với toàn thể các anh chị em vô cùng thân thiết, thân tình đều đang có mặt trong bữa tiệc này. Và bây giờ thì xong rồi ạ. Em mời các anh chị ạ, chúng ta sẽ cùng quay trở về vị trí cũ ạ. Đáng nghĩa ra là ngày hôm nay là bọn em định bắn khoảng 18 quả. Nhưng mà thấy các anh chị đi nhiều quá, chạy nhiều quá nên bọn em chỉ còn bắn có 9 quả thôi. Chỉ dám bắn một nửa thôi em chào anh Giang Rồng nhé. Vâng ạ, và bây giờ thì chúng ta sẽ được mời toàn thể các quý anh chị sẽ cùng gặp gỡ với tiếng hát tiếp theo của một chàng trai, của một nam ca sĩ rất là điển trai, sở hữu một cách trình diễn vô cùng ấn tượng và cá tính. Sẽ có những giây phút tuyệt vời để cùng gửi tặng tới toàn thể các quý anh chị trong một bữa tiệc âm nhạc của chúng ta hôm nay. Và hãy cùng dành một tràng pháo tay lớn cùng đón chào và trình diễn của nam ca sĩ Khả Quân. Làm ly luôn anh. Trời ơi, chơi luôn. Đây, anh trai ở bên Chicago về nhưng mà chưa có bạn gái. Tất cả anh chưa có bạn gái luôn. Hôm nay là cái ngày rất là đặc biệt. Vâng, lần đầu tiên nhân phép cảm ơn xin gửi tặng tất cả các anh chị có mặt trong buổi tiệc ngày hôm nay. Để kính chào trân trọng nhất ạ. Không biết cả nhà mình đã say chưa? Say chưa? Vâng, kính thưa tất cả các anh chị, thì ngày hôm nay là một buổi tối rất là tuyệt vời để dành tặng cho anh Quý Ngọc cũng như là anh Tuấn Cadillac trong buổi tối ngày hôm nay. Thì có sự hiện diện các anh các chị, những người anh em thân thất của anh Quý Ngọc cũng như Tuấn Cadillac chúc mừng. Và có lẽ thì không nói gì hơn thì Khả Quân xin kính chúc cho tất cả mọi người trong buổi tối ngày hôm nay sẽ bữa tiệc thật là ngon miệng và phải thật say với nhau nhé. Bây giờ trước khi hát, có thể là cho mạn phát em mời tất cả mọi người có thể rót đầy những cái ly rượu, ly bia lên, chúng ta vô với nhau một tiếng để chào mừng anh Quý Ngọc và anh Tuấn Cadillac có được không ạ? Cho em xin một cái chén rượu được không ạ? Vâng, anh Phong cho em xin một ly ạ. Vâng, cả nhà mình xong chưa? Cả nhà mình ơi, xong chưa? Bây giờ thì em có thể là mời các anh, các chị có thể đứng dậy với nhau khoảng 5 giây được không ạ? Được không ạ? Để các anh máy quay, các anh chụp ảnh có thể chụp đẹp hơn và quay đẹp hơn với những bức hình được không ạ? Cả nhà mình xong nhá. Bây giờ chúng ta sẽ là 1, 2, 3, 2, 3, 2, 3. Chúc mừng được không ạ? Bắt đầu này. Cả nhà mình ơi!
Tìm mãi không thấy đâu. Có lẽ thì làm sẽ là một ca khúc đầu tiên để khuấy động cái không khí trong buổi tối ngày hôm nay. Xin gửi tặng tất cả anh Bảo Thị Dê đúng không? Anh chào nhá, xin chào nhá. Anh Bảo Thị Dê đúng không? Nỗi sầu xin mời quý vị cùng lắng nghe. Anh Bảo Thị Dê có hương béo nhá, xin chào tất cả quý vị và anh Giang Dòng. Vâng, còn kính chúc tất cả anh chị bên này, trên này em mặc này lạnh quá, có thể mọi người lên đây cười cùng với em được không ạ? Cả nhà mình lên quẩy được không ạ? Chúng là em lạnh luôn đấy. Bây giờ chơi tiếp được không ạ? Vâng, có lẽ thì sẽ là một ca khúc tiếp theo. Xin gửi tặng tất cả quý vị một nhạc phẩm vừa rồi thì Khả Vân cũng mới phát hành, cũng may mắn được rất là nhiều khán giả yêu quý. Xin gửi tặng tất cả quý vị một nhạc phẩm mới hoàn phong mang tên Đủ Duyên Hoa Nở Hết Duyên Hoa Tàn. Xin mời quý vị cùng lắng nghe. Và có thể là mời các anh chị Lê Quế ạ, xin đâu đó nhá. Tuổi xuân héo mòn, chính em đã tròn. Lối đi xa hơn, chẳng cần như đón. Làm tiếng trước nhận.
chúc em an lành, sẽ nát tâm can. Cứu duyên hoa nở hết duyên hoa. Em đẹp tươi như bông hoa nở vào mỗi sớm mai khi anh thức dậy, nhưng đành lòng anh buông tay để lại xưa đắng cay. Em đâu nào thấy biết trời này đã xa duyên để hai ta có nhau sao giờ tách biệt. Hoa chỉ đẹp khi bên anh, và khi không có anh sớm ta luôn. Chắc khiến em hạnh phúc. Đủ duyên hóa lửa, hết duyên hóa tan. Đớn đau anh mang dài theo năm tháng, nhắn với mây ngàn tiếng yêu hồi hàng. Em đã phù phàng tình mình sang trang. Tuổi xuân héo mòn, chính em đã chọn lối đi xa hơn, chẳng cần đưa đón. Làm tin chấp nhận, chúng em an lành sẽ đã tâm can. Để hai ta có nhau sau giờ cách biệt. Hoa chỉ đẹp khi bên anh, và khi không có anh sao tàn lụi nhạt. Thời gian trôi đi, em sẽ tìm thấy một người nào đó khiến em cảm thấy yên lòng, nhưng mà anh ta có chắc khiến em hạnh phúc. Đủ duyên hoa nở. Chị rất nhiều, cảm ơn cả nhà mình rất là nhiều. Cảm ơn anh. Cảm ơn anh. Và có lẽ thì em xin nhường lại sân khấu cho MC Hồng My, vì đằng sau em còn rất là nhiều vị từng tay lắc cũng như là dành cho tất cả mọi người trong buổi tối hôm nay. Và
có lẽ trước khi mà rời sân khấu cũng có thể dành cho nhau một tràng tay thật lớn không? Phải cảm mình ơi. Ok. Chơi luôn rất là nhiều. Vâng, chương trình cảm ơn em với hai cái khúc rất là sôi động. Đây để em xem là mấy giờ nhỉ? Là 9 giờ kém 10 đúng không ạ? Và ở đây thì anh Quang ơi được phép làm đến 10 giờ đúng không anh? Em ơi. Thoải mái ạ? Em chào anh Giang Giang. À, đây là bang chủ cái bang. Vâng ạ, thưa các quý anh chị ạ. Bây giờ thì cho phép em xin được mời các ca sĩ sẽ cùng lên sân khấu tiếp theo. Sẽ là một chàng trai sở hữu rất là nhiều ca khúc ạ. Bên nắng cuối trời em sẽ là cô dâu đẹp nhất ngày hôm nay, là một chàng trai vô cùng tình cảm và thân thương. Lên nhảy lên hát để anh nhảy cùng có mặt tại nơi đây để cùng giao lên cùng trò chuyện với các bạn. Bây giờ cũng sẽ có thì cho Mi xin được mời phần trình diễn của anh ca sĩ Minh Phương. Đây đi rồi luôn này. Chào anh em, mời đại gia đình nhà anh Giang Hồng nhé. Ơi được rồi, em ra đây anh quay từ đầu cuối. Muốn đi nó. Em làm hớp đi nó. Như thế. Rồi ok. Anh Giang ơi. Minh Vương là không phải uống rượu bia. Lớp 10 rồi nhá. Anh chị em ơi. Cả nhà Minh ơi. Mọi người đã say chưa? Chưa say thì uống tiếp được không ạ? Vâng, và ngày hôm nay thì thực sự là Minh Vương rất là vui khi được đến đây tham dự một bữa tiệc rất là ấm cúng của mọi người và chào đón anh Quý Ngọc cũng như là anh Tuấn Cadillac, và xin chúc cho tất cả các anh chị em sẽ có luôn có sức khỏe rực rỡ. Và ca khúc đầu tiên Minh Vương muốn dành để tặng tới tất cả mọi người một nhạc phẩm rất quen thuộc trong bộ phim tên cũng để Vết Nắng Cuối Trời. Nắng lên rực rỡ cùng ngàn mai để bao mênh mông đất ngời, nắng lên rực rỡ cùng ngàn mây rơi em con tim anh hào gầy. Hỡi em yêu hỡi hãy về đây bên trong bên nắng cuối trời, thắp lên rực rỡ bầu trời bay đất gầy nắng say cả nhà mình ơi. Trong mắt nắng mưa trời thắp lên rực rỡ.
trời mây nhân ngày đang say trong tình anh em mình ơi, tay đâu tay đâu anh em ơi, cả nhà mình ơi, cả nhà mình ơi, hôn to lên nào, chân nghe thấy gì? Sao đây sẽ là hẹn yêu? Anh và em thời gian bên nhau trong yên bình, và em rất nước mắt sâu cho yên bình. Bước mắt ta cho dù đúng hay sai, đúng hay sai. Nhớ xin chào diễn viên Minh Thư nhé. Thì có lẽ là mời lên chưa? Thay đổi một bản tình ca đi nhỉ. Bản tình ca này thì cũng rất là quen thuộc, để cho mọi người chiêu chiêu uống rượu một chút được không ạ? Các khúc cũng về. Anh nhớ người yêu cũ. Sao mày pin rồi, anh mày ôm yeah. Ôm em cái. Chết mẹ. Anh ơi, có bốn cờ hả? Bốn cờ là cờ bốn chỗ đó anh. Yeah. Em nhật rồi. Nhật lắm. Mời cái này nha. Cảm ơn.
luôn nha. Anh đâu? Anh tắt nha. Rồi. Vâng ạ, cho em xin phép được hỏi là ở đây có anh chị nào mà đang trong tâm trạng nhớ người yêu cũ không ạ? Ai đang nhớ người yêu cũ sao tên cao cho em thấy được không ạ? Wow. Vâng ạ, thế đang đi chơi với bà xã hay là người yêu mới không sợ mọi người nghe ạ? Vâng, ngay sau đây thì có lẽ một ca khúc của nghệ sĩ Thành Nhân. Em cũng muốn xin được lần này là một bản song ca rất là hấp dẫn. Có một người em mà rất là một chàng ca sĩ rất là nổi tiếng, cũng rất là gần gũi với anh em, đang có một cái tâm trạng nhớ người cũ, cho nên là muốn hai anh em hát ca khúc.